Đầu tháng 13 x X7 bất ngờ được tung ra thị trường Việt Nam bởi một đơn vị nhập khẩu xe tư nhân chuyên phân phối các dòng xe Trung Quốc. Đây là mẫu crossover hoàn toàn mới trong phân khúc nhằm cạnh tranh với các đối thủ như Honda CRV, Mazda CX-5, Hyundai Tucson. Dù mới xuất hiện, nhưng 3 x X7 2020 nhanh chóng tạo ra sức hút đối với cộng đồng những người yêu thích xe Trung Quốc tại Việt Nam. Bằng chứng là chỉ sau vài ngày ra mắt, đơn vị phân phối đã phải thông báo ngừng nhận đặt cọc do số lượng khách hàng đặt mua xe quá hơn. Được biết, đợt mở bán đầu tiên, 1.000 xe 3X Beijing X7 đã có chủ. Sở dĩ 3X Beijing X7 2020 đang chiếm sóng trong vòng một tháng trở lại đây là bởi mẫu xe mới này có thiết kế ấn tượng, xe có nhiều trang bị tiện nghi, cũng như công nghệ an toàn tiên mà nhiều dòng xe xăng ở Việt Nam không có. Đặc biệt, với mức giá 688 triệu rẻ nhất phân khúc, 3X Beijing X7 đã giành được sự quan tâm lớn người dùng. Không chỉ vậy, với sự xuất hiện của 3X Beijing X7, đã hàng loạt đối thủ cùng phân khúc đang phải tiến hành kích cầu tiêu dùng bằng việc giảm giá lớn. Cụ thể, mạnh tay nhất phải kể đến Honda CRV, chiếc CUV này được nhà phân phối hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ còn lại kể từ ngày 12 tháng 10. Theo đó, khách hàng mua Honda CRV thời điểm này sẽ được miễn hoàn lệ phí trước bạ bao gồm 50% từ chính phủ và 50% từ Honda Việt Nam. Với mức hỗ trợ trên, người tiêu dùng đang tiết kiệm hàng trăm triệu đồng so với trước. Honda CRV 2020 đang bán tại Việt Nam là phiên bản mới nâng cấp hồi tháng 7 với ngoại hình thay đổi nhẹ. Thay đổi đáng kể nhất của mẫu CUV bán chạy nhất năm 2019 tại nước ta là về mặt công nghệ an toàn khi thương hiệu Nhật Bản bổ sung gói trang bị Honda Sensing không chịu kém cạnh đối thủ trong tháng 10 này Thaco cũng tiến hành giảm 20 triệu đồng với phiên bản Mazda CX5 2.5 lít luxury giúp giá xe hiện tại còn 879 triệu. Ngoài ra thương hiệu xe hơi Nhật Bản còn dành cho khách hàng nhiều quà tặng chính hãng và một số chương trình khuyến mại áp dụng riêng tùy từng đại lý. Cùng với đó CX5 là xe lắp ráp trong nước nên cũng nhận được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ giúp khách hàng tiết kiệm chi phí khi sở hữu xe ở thời điểm này. Mặc dù không phía thành công Moto không áp dụng chương trình ưu đãi chính hãng cho Hyundai Tucson ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, theo khảo sát của chúng tôi tại một số đại lý, khách hàng mua xe Hyundai Tucson đang nhận chương trình khuyến mại riêng với mức giảm giá cao nhất đến 50 triệu và các quà tặng phụ kiện khác. Với mức ưu đãi mới nhất, giá xe Tucson đã được đưa về mức 759 triệu cho bản thấp nhất Tucson 2.0 tiêu chuẩn và 900 triệu cho bản cao cấp nhất Tucson 2.0 sen đặc biệt. Phân khúc CUV hạng C tại Việt Nam trong năm 2020 đang có sự xáo trộn mạnh mẽ với sự vươn lên của Hyundai Tucson. Chiếc xe đến từ Hàn Quốc vừa có thắng bán hàng thăng hoa với doanh số kỷ lục đạt 1671, tăng trưởng 168% so với tháng trước. Tính chúng từ đầu năm, Tucson đạt tổng cộng 6.682 xe trong khi đó Mazda CX-5 và Honda CRV đang xếp ở các vị tiếp theo với doanh số lần lượt là 6.380 xe và 5.736 xe đến tay khách hàng kể từ đầu năm 2020. Như vậy, với sự có mặt của 3X Beijing X7 tại Việt Nam, mẫu xe này đang tạo ra những hiệu ứng tích cực khi các đối thủ cạnh tranh phải giảm giá, để giành thị phần. Chung quy lại, khách hàng chính là những người được hưởng lợi, càng nhiều xe cạnh tranh thì giá bán càng hấp dẫn, và giúp cơ hội sở hữu ô tô của người Việt trở nên dễ dàng hơn xe cộ.